Xin chào mọi người. Trong video này thì mình bày cho các bạn cái cách điền tất cả các thông tin payment để xác minh cái phương thức thanh toán ở trong tài khoản app Lovin. Thì các bạn chọn account và các bạn kéo xuống dưới thì trong phần các bạn chọn kích vào chọn info payment ha. Thì trong cái bảng info payment nó hiện ra thì nó gồm có các bước để mà xác minh cái phương thức thanh toán. Thì bao gồm điền địa chỉ nè, payment method nè, phương thức thanh toán này và điền cái tag form này, rồi sau đó done, sau đó là hoàn thành. Thì các bạn nên chọn cho mình là cái individual, là cá nhân, tài khoản cá nhân ha. Sau đó trong cái form này thì các bạn nhớ là điền đầy đủ tất cả các thông tin về email, sau đó là đến phần email của bạn ha, điền phần số điện thoại của Việt Nam, cái tài khoản của mình đăng ký đó, tâm tư này và số điện thoại của mình nè ha. Điền first name, middle name và last name, điền tất cả thông tin này cho đầy đủ, và điền cái thông tin address. Về cái địa chỉ thì các bạn nên điền cái thông tin đúng cái địa chỉ cho trong cái địa chỉ của mình làm ngân hàng ở địa phương á, để cho nó dễ đồng bộ ha. Zip code, ví dụ như là Đà Nẵng thì mình điền zip code là 540000, đúng không? Country là Việt Nam. Sau khi các bạn điền xong hết tất cả các thông tin đầy đủ form này thì bạn chọn next ha. Thì trong phần next thì bạn xác nhận confirm và and continue ha. Đấy, trong các bạn nó hiện ra thì các bạn chọn là confirm and continue. Để tiếp tục cái công việc của mình. Rồi, thế nữa. Hiện ra cái phần payment method, phương thức thanh toán trong này app Lovin nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều phương thức thanh toán. Thì e-check, local bank transfer thì cái phần này là phần mình add cái thông tin bank địa phương, nhưng mà ở trong cái bài video này thì mình giới thiệu các bạn là add PayPal. Thì nếu mà bạn nào có PayPal thì add vào cho nó dễ. Thì cũng rất là cái phương thức thanh toán PayPal cũng dễ mà. Ai chắc là bây giờ ai cũng có PayPal hết ha, nhưng mà chọn US. Và trong cái phần PayPal thì bạn copy điền thông tin email và tên của mình vào, rồi sau đó chọn next. Trong phần này thì cái tax form là cái form thuế thì mình chọn là cái đầu tiên là cái group 8 BAN for non US individual. Đấy, chọn cái đầu tiên này ha. Đây, chọn cái đầu tiên này nè ha. Rồi sau khi chọn xong chọn complex form. Thì trong phần complex form này thì cái phần signal này nè, phần bạn tích vào là phía trên này nè, các bạn copy cái tên của mình dán vào phần signal of individual ở phía dưới. Bạn dán vào copy cái tên phía trên này nè, và bạn dán phần signal vào phía dưới là cái ngày tháng mình đăng ký, sau đó submit continue nha. Thì trong cái phần này cái form task này thì các bạn nhớ là điền đầy đủ tất cả các thông tin, giống như cái này về điền thông tin của mình, country, zip code, tên, vân vân, địa chỉ. Các bạn điền đầy đủ hết tất cả những thông tin này chính xác, nó đồng bộ hết tất cả thông tin phía trước mình vừa điền. Rồi sau đó mình confirm cái thông tin này, rồi sau đó mình continue nha. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi trong cái phần này, cái ô này thì mình không cần, không cần thiết. Ô này chắc chắn là mình chọn continue luôn, không cần điền luôn ha. Đây, chọn continue luôn. Ok, sau khi chọn continue cái phần pass 2 này thì cũng continue luôn, không cần điền luôn ha, không cần chọn luôn. Rồi, sau khi chọn xong mình kéo xuống dưới này, mình cũng điền form xong mình continue. Đó, thì trong cái phần cái pass 3 này thì mình nên tích vào tất cả những cái ô, mình nên tích vào những cái ô này hết ha. Tích hết tất cả những ô nội dung này ha. Đó, tích vào hết tất cả ô nội dung này. Rồi tích hết cái dưới này luôn nè. Ok, và sau đó là mình sẽ điền cái tên của mình ở phía trên này và cái email của tài khoản app Lovin.
Đó, rồi sau đó submit form. Rồi ok, vậy là mình hướng dẫn cho các bạn từng bước để mà mình điền cái form để mà thanh toán, xác minh thanh toán payment cho cái tài khoản app là login của mình. Và bây giờ cái tài khoản của mình có thể là kiếm tiền rồi.